Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài tuần số 6. Bài số 1, nấu tranh với phép tính thích hợp. Người ta xem cái bài mẫu không? Một cộng một là bằng mà một với lại một, một cộng một. Rồi, này là 3 ta cộng cho 2. Cái bài mẫu này các bạn người ta đang nhầm lẫn rồi. Được. 1 cộng 1. Chúng ta có 1 con thỏ bên này và cộng 1 con thỏ bên này nè. Cái phép tính này vào đây mới hợp lý. Chứ cái này đâu phải đâu. Cái này là bên này là 2 con. Được không? Đây nè, phép tính này mới đúng nè. 2 con nè. 2 con ngỗng ta cộng 1 con ngỗng bên này nè, thấy chưa? Phép tính này vào đây mới đúng chứ. Cái phép tính này phải không? Phải không? Phải. Rồi, 3 nó cộng cho 2. Đây. Chúng ta có 3 con ong bên này cộng với 2 con ong bên này. Đó, vậy ta vào đây. 2 nó cộng cho 2. Như vậy là chúng ta có 2 con gà trống bên này cộng với 2 gà trống bên này. Vào đây. Nó qua bài số 2. Một ta cộng 2 là bằng 3. Một ta cộng 2 là bằng, cái này đúng, nó ra là 2 cộng 1. Bên này đã 1 cộng 2 rồi thì bên này nó sẽ là 2 cộng 1. Tại vì mục đích người ta họ cho cái này là gọi là để có cái tính chất giao hoán. Giao hoán nghĩa là chúng ta đổi vị trí nè, đổi vị trí đó. Nhưng mà đây 1 cộng 2, đây 1 cộng 2 nữa thì thấy nó dư thừa quá, được không? Đây 1 cộng 2 thì đây phải là 2 cộng 1. Nè. 3 cộng 2 là bằng 5. 2 cộng 3 như cái này nè, đây. 3 cộng 2 bên này là 2 cộng 3 nữa mới hợp lý chứ ai chỗ này 1 cộng 2 đây cũng 1 cộng 2. Nè. Đây chỗ này là 2 cộng 3 thì nó cũng vẫn là bằng 5. Giao hoán có nghĩa là hoán đổi vị trí nó thì cái tổng nó không thay đổi. Cái phép tính bên này là con số 3 đứng đầu tiên nhưng mà nó qua đây là con số 3 nó đứng phía sau thì cái tổng nó vẫn là bằng 5. 1 cộng 1 là bằng 2. 2 cộng 4 là bằng 6. Bài số 3. Vẽ hình với phép tính tương ứng. Rồi, bên này chúng ta có hai cái hình vuông thì chúng ta vẽ bên này hai hình vuông. Rồi bên này hai hình tròn thì chúng ta vẽ bên cái này chúng ta sẽ vẽ hai hình tròn. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Bên này chúng ta sẽ có hai con bướm, được không? Hai con bướm. Ta cộng với bên này là 3 con bướm. Bằng tổng cộng là 5 con bướm. 1 2 3 4 5. Cái bên này chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 con chim. Ta cộng với bên này là 1 con chim, như vậy là bằng là 5 con chim. Bài số 5. Con số gì ta cộng với con số gì chỗ này là bằng con số 3. Như vậy chúng ta có thể là điền đây 1 được không? Và đây 2. Hoặc có thể là đây 2, đây 1 cũng được không? Rồi, chỗ này con số gì cộng với số gì là bằng 5. Như vậy là 2 ta cộng cho 3 là bằng 5. Có thể là 3 cộng 2 cũng được không? Bài số 6. Vẽ hình thích hợp với phép tính. Là 1 ta cộng cho 2 là bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn
Nè. Bên này chúng ta sẽ vẽ hai cái hình cầu. Nè. Rồi. Như vậy người ta hỏi là hai cái này tất cả là bao nhiêu hình tròn. Nè. Cái hình tròn này nha. Cái hình tròn này nè. Chứ không phải hình tròn lớn đâu. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.